Chào mừng các bạn đến với kênh Cu Lì TV. Hôm nay Cu Lì sẽ mở một món đồ chơi. Món đồ chơi gì đây? Thấy các bạn comment rồi. Iron Man đúng không? Iron Man Lego bự nè. Cu Lì thấy rồi. Nhưng mà bự quá, phải để thời gian rảnh Cu Lì mới bóp được. Để thứ bảy nhật đi nha. Đồ chơi cứu hỏa, lắp ghép xe cứu hỏa, nữ hoàng băng giá. À đúng rồi, mình có hai bộ này mà lâu rồi mình chưa bóc nè. Đây, siêu nhân phép thuật tàu lửa và siêu nhân phép thuật con bỏ khung. Wow, có hai cái luôn. Mình gắt gì trước vậy ta? Gắt gì đây? Gắt gì ta? Mình gắt bỏ khung đi. Con bỏ khung coi như thế nào. Đúng rồi, mình sẽ gắp bỏ không. Và các bạn ơi, các bạn đừng quên comment bên dưới là những món đồ chơi nào các bạn muốn Cu Lì bóc tiếp theo nha. Bây giờ chúng ta cùng nhau đi bóc đồ chơi siêu nhân phép thuật con bỏ không. Bây giờ Cu Lì sẽ khám phá chút xíu nha. Mặt sau coi, có tâm cộng mấy con đây. Có phép thuật con cá mập nè. Wow, cái này là giống Leo cuồng phong mà. Đâu có trong đây nữa. Cái này kỵ sĩ nha, Cu Lì có rồi. Minotaur, Cu Lì có con đó rồi. Con này nè, mình đang lắp ráp con này. Wow, tàu lửa Cu Lì có luôn. Kỵ mã Cu Lì có luôn. Bồ chơi này nha. Siêu nhân phép thuật con bỏ hung. Cô này sẽ mở ra. Từng món ra hết vậy ta ha. Có vẻ không ổn rồi. Wow.
Bệnh nó ra được hai con cuốn quá nó không có vào được, cái này nó cao quá. Nếu mà dính giờ cái miệng dày nè, rồi chỉ có hai con như vậy thôi, một con bọ ra hai càng với một con cái mũi dài, hai cái nắm tay. Vậy quay khác thành siêu nhân nha, siêu nhân thì dễ rồi, cũng gì chen vậy thôi. Ngực lẹ cho neo lên đằng trước, sợ vô tình của Lì phát hiện luôn. Và các bạn ơi, video này đã hết rồi.